lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị xã Cao Bằng xưa, nay là thành phố, mang nhiều dấu ấn lịch sử đáng tự hào và trân trọng. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã đã có những đóng góp làm nên những sự kiện lịch sử tạo bước ngoặt trên mảnh đất căn cứ địa cách mạng của cả nước. Đã qua 72 năm kể từ ngày Cao Bằng giải phóng, thị xã xưa, thành phố trẻ ngày nay luôn phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng địa phương là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, đạt được nhiều thành tựu qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử. Thị xã Cao Bằng xưa là một trong 13 đơn vị hành chính giữ vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Năm Quang Thuận thứ 7, 1168, nhà Lê đặt Thái Nguyên là thị trấn, trấn Cao Bằng là một phủ thuộc Thái Nguyên, gọi là phủ Bắc Bình. Năm thứ 14 của đời Hồng Đức, 1483, đổi tên phủ Bắc Bình thành phủ Cao Bình. Thời Hậu Lê, thị xã Cao Bằng được mang địa danh là Mục Mã và trở thành trấn lỵ của trấn Cao Bằng. Năm 1831, trấn Cao Bằng được đổi thành tỉnh Cao Bằng và trấn lỵ thành tỉnh lỵ. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, đổi thành thị xã Cao Bằng. Năm 1886, quân Pháp từ Thất Khê chia làm 3 mũi tiến công, tiến đánh Cao Bằng. Phải sau gần 10 năm chiếm đóng, thực dân Pháp mới tạm thời bình định được các vùng trong toàn tỉnh Cao Bằng, sắp đặt được bộ máy cai trị. Cuối thập kỷ 30, chúng tiến hành xây dựng pháo đài quân sự ở thị xã, kiên cố vào loại bậc nhất ở Đông Dương. Chúng cho nhiều gia đình người Hoa ở sát biên giới vào sinh sống tại thị xã. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đây là một bước ngoặt lịch sử của phong trào cách mạng Việt Nam. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng sôi nổi, diễn ra khắp nơi, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, ảnh hưởng sâu sắc, vang dội trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào cách mạng ở Cao Bằng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ đảng ngoài nước, được thành lập ở Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, gồm các đồng chí Hoàng Đình Dông, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn. Nhất là sau khi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1930 ở Nậm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, đánh dấu một bước phát triển mới trên con đường đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Được sự chỉ đạo của chi bộ Nậm Lìn, các tổ chức yêu nước quần chúng như Hội Đánh Tây, Hội Thanh niên Phản Đế thu hút nhiều thanh niên yêu nước tiến bộ, nên các cơ sở cách mạng được xây dựng ở hầu hết các châu. Năm 1930, thị xã đã xây dựng được nhiều cơ sở, Gia Cung, Nà Phía, Nà Cạn, Vườn Cam là các trạm liên lạc giữa tỉnh ủy với xứ ủy và trung ương. Ngay sau đó, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của thị xã ra đời. Sau khi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1930 tại khe suối Nậm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, thì các cơ sở đảng ở các địa phương trong tỉnh cũng liên tục được củng cố và phát triển, và nhiều chi bộ mới, chi bộ đảng mới cũng được thành lập. Và tại thời điểm năm 1930 thì ở khu vực thị xã Cao Bằng cũng đã xây dựng được 4 cơ sở cách mạng, đó là Gia Cung, Nà Phía, Nà Cạn và Vườn Cam. Đây là các cái trạm liên lạc giữa tỉnh với xứ ủy và trung ương. Và tháng 7 năm 1931 thì chi bộ Gia Cung là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của thị xã đã được thành lập và do đồng chí Hoàng Văn Lịch làm bí thư. Và đồng chí Hoàng Văn Lịch với bí danh là Hồng Việt Hai Cao, sinh ra và lớn lên tại thị xã Cao Bằng. Và ông cũng đã theo học ở trường tiểu học Pháp Việt tại thị xã Cao Bằng. Được đồng chí Hoàng Đình Dông giác ngộ cách mạng, và đồng chí Hồng Việt đã hăng hái tham gia các cái hoạt động trong Hội Đánh Tây và nhiều hoạt động khác nhằm chống lại cái sự đè nén áp bức bóc lột của thực dân Pháp và tay sai. Cuối năm 1930 thì đồng chí Hồng Việt được cử sang Long Châu, Trung Quốc dự các cái lớp huấn luyện chính trị. Và đầu năm 1931, đồng chí được kết nạp vào Đảng tại chi bộ Hải Ngoại Long Châu. Sau đó được đồng chí Hoàng Đình Dông cử về nước để tuyên truyền, xây dựng cơ sở, chỉ đạo các hoạt động cách mạng ở làng Gia Cung và những cái vùng xung quanh thị xã Cao Bằng. Sau một thời gian tìm hiểu, tuyên truyền giáo dục thì tháng 7 năm 1931, các đồng chí Phi Long, tức là ông Nông Văn Thiết, và Đại Phi, tức Nông Bá Long,
Phi Hổ, tức là đồng chí Thế Minh, đã được đồng chí Hồng Việt kết nạp vào Đảng, tuyên bố thành lập chi bộ Gia Cung. Và ngay khi sau khi ra đời thì chi bộ Đảng cũng đã định ra cái chương trình công tác, đó là tích cực tuyên truyền giác ngộ quần chúng yêu nước, xây dựng các hội quần chúng trong nội thị, tổ chức giải truyền đơn, rồi chống thuế, bắt phu, vận động công nhân đấu tranh đòi làm việc 8 giờ, đòi tăng lương. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi bộ là bảo đảm cái đường dây liên lạc tuyệt mật giữa ban tỉnh ủy với trung ương và đưa đón cán bộ của tỉnh và trung ương đi lại trong địa bàn và hải ngoại. Những chủ trương của trung ương, của ban tỉnh ủy nhanh chóng lan tỏa đến các cơ sở đảng, đã kịp thời đưa phong trào đi đúng hướng. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giác ngộ quần chúng, năm 1931, được sự giúp đỡ của tổ chức đảng ở hải ngoại, tỉnh ủy Cao Bằng giao nhiệm vụ cho chi bộ Gia Cung sang Long Châu lấy phiến đá in lito chuyển ngược sông Bằng về Lam Sơn, nay thuộc xã Hồng Việt, huyện Hòa An, để in truyền đơn và báo cờ đỏ. Sự kiện thành lập chi bộ Gia Cung và sự phát triển nhanh chóng của các hội yêu nước, các cơ sở cách mạng, nhất là các cơ sở vùng ven, có ảnh hưởng trực tiếp vào nội thị, nơi tập trung đầu mối giao thông và đông dân cư. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của phong trào trong toàn tỉnh, sự hoạt động tích cực của các đồng chí đảng viên trong chi bộ Gia Cung đã có tác dụng tích cực đến phong trào cách mạng ở thị xã. Hiểu rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục, tập hợp quần chúng và các tổ chức tham gia đấu tranh luôn được coi trọng, chỉ đạo kịp thời. Để kịp thời tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân những cái chủ trương của Đảng và tin tức chung của cách mạng tại phố cũ và vườn cam, thì ta cũng đã mở các cái đại lý bán sách báo tiến bộ như Đời Nay, Tiếng Vang, Tin Tức, Báo Lao Động, Chuông Giải Phóng xuất bản tại Hà Nội. Và thông qua báo chí công khai cũng đã kịp thời truyền đến các tầng lớp nhân dân những cái chủ trương của Đảng, những cái tin tức chung của cách mạng, những cái khẩu hiệu đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện dân sinh, chống siêu cao thuế nặng, có sức động viên của vũ tinh thần đấu tranh của tầng lớp nhân dân. Và xung quanh tờ báo công khai của Đảng thì chúng ta quần chúng cũng đã tập hợp được hướng dẫn về tổ chức và các cái phương pháp đấu tranh, và các cái đại lý bán sách báo tiến bộ cũng đã trở thành những cái đầu mối liên lạc giữa các cơ sở cách mạng, giữa cơ sở với tỉnh ủy, là nơi chuyển giao các tài liệu bí mật của Đảng. Và những năm sau đó thì thị xã Cao Bằng cũng đã trở thành một trong những trạm liên lạc bí mật quan trọng của tỉnh. Các chuyến liên lạc từ tỉnh ủy với sứ ủy Bắc Kỳ cũng đều qua bến ô tô thị xã. Và tại đây thì các cơ sở cách mạng cũng đã tổ chức bí mật đưa đón, bố trí vé xe ô tô cho các đồng chí lãnh đạo như đồng chí Hoàng Đình Dông, đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đặc biệt, phong trào cách mạng ở thị xã Cao Bằng xưa có quan hệ chặt chẽ với phong trào của châu Hòa An. Đây là một châu nằm bao quanh thị xã. Sự trưởng thành nhanh chóng của phong trào cách mạng ở đây đã có tác dụng tích cực, tạo thuận lợi cho phong trào của thị xã. Song song với hoạt động công khai dưới các hình thức đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp, hoạt động bí mật nhằm mở rộng và củng cố các cơ sở đảng và các tổ chức quần chúng, chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh toàn diện hơn, rộng lớn hơn. Đó là kết quả của quá trình vận động cách mạng lâu dài, đặc biệt là từ khi chi bộ đảng đầu tiên của thị xã ra đời. Trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn, bất chấp sự khủng bố tàn khốc của kẻ thù, những người cộng sản ở thị xã nói riêng và cả tỉnh Cao Bằng nói chung đã kiên trì vận động và lãnh đạo quần chúng nổi dậy, đấu tranh để đi đến thắng lợi. Từ đây, chính quyền đã về tay nhân dân, ánh dương của Đảng đã mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Để tiếp tục tìm hiểu về dấu ấn lịch sử của thành phố trẻ, mời quý khán giả cùng đón xem phần 2 của chương trình với chủ đề Tự hào quá khứ, vững bước tương lai.